Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Liên minh Chính phủ Việt Nam-Pakistan tại Hà Nội. Đoàn phân ban Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn đàm phán và phân ban Pakistan do ông Tarit Bajwa, Thứ trưởng Tài chính làm trưởng đoàn đàm phán. Tại kỳ họp, hai trưởng đoàn Việt Nam và Pakistan đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước trong những năm gần đây và điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai nước từ kỳ họp lần thứ 2 tới nay và đưa ra những đề xuất và giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, đầu tư, thông tin, truyền thông. Hiện, Pakistan là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước tăng từ 242 triệu đô la Mỹ năm 2010 lên 427 triệu đô la Mỹ năm 2014. Năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 282 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu từ nước này đạt 144 triệu đô la Mỹ. Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt được 474,6 triệu đô la Mỹ, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2014 và dự kiến cả năm sẽ đạt trên 500 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Pakistan bao gồm chè, sợi các loại, hải sản, hạt tiêu, cao su, máy móc các loại. Riêng mặt hàng chè hiện Pakistan là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Sau các phiên đàm phán tích cực, hai đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ hai nước đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 3.